Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2020, Chúa Nhật, tuần thứ 27, mùa thường niên, năm A. Tích sách tiên tri Isaiah. Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xanh tươi. Người rào dậu, nhặt đá, trồng cây, chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn. Và trong mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trong mong nó sinh quả nho mà nó lại sinh quả nho dại? Giờ đây, ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta. Ta sẽ phá hàng rào để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó bị dày đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không buông sớ. Gai gốc sẽ mọc lên và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đội binh là nhà Israel và người Juda là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại dương. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào để bao khách qua đường đều lấy hại nó, để lân rừng sống ra tàn phá và muôn thú ngoài đồng dùng nó làm co nuôi thân? Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại từ trời cao, xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhãn hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng:
Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông đào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tháp điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền báo nhau: đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cắt khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Biết ơn người chỉ lỗi cho mình. Bài của linh mục Ignacio Trần Nga. Qua câu chuyện bọn tá điền giết hại các tô tớ mà ông chủ vườn nho sai đến để thu hoa lợi và giết luôn cả người con ông chủ, Chúa Giêsu phê phán những người Do Thái đã ra tay giết hại các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến với họ. Và thậm chí, sau này họ cũng giết luôn chính Ngài là con của Thiên Chúa Cha. Tại sao người Do Thái giết hại các ngôn sứ và giết cả Chúa Giêsu? Vì Chúa Giêsu cũng như các vị ngôn sứ này đã vạch trần tội lỗi của họ nhằm kêu gọi họ ăn năn hoán cải. Luca chương 11 câu 53. Người đời thường oán ghét những ai chỉ lỗi cho mình. Liên quan đến vấn đề này, Tin Mừng có thuật lại hai sự việc như sau. Thứ nhất, ông Gioan Tẩy Giả khuyên vua Herode đừng lấy người chị dâu là Herodia làm vợ. Đây là lời khuyên chính đáng. Vậy mà vua không nghe, là còn tống giam Gioan vào ngục và sau đó truyền cho lính chặt đầu Gioan. Matthew chương 14 câu 3 đến 12. Thứ hai, hôm ấy Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth vào ngày Sa-bát. Ngài đứng lên đọc sách và sau đó Ngài nói cho dân thành Nazareth biết xưa kia vào thời ngôn sứ Elia, khi dân Do Thái bị hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, Thiên Chúa sai ngôn sứ Elia đến cứu giúp bà quá thành Sarepta ngoại giáo mà không cứu giúp các bà quá Do Thái. Cũng như thời ngôn sứ Elisa, có nhiều người phong cùi trong dân Do Thái không được Thiên Chúa cứu chữa, mà chỉ có ông Naaman, người Syri ngoại giáo, được Thiên Chúa sai ngôn sứ Elisa chữa lành. Khi nghe những lời này, những người trong hội đường đầy phẫn nộ, nhất tề đứng dậy, xông tới túm lấy Chúa Giêsu, lôi Ngài ra khỏi hội đường, rồi kéo ra khỏi thành. Thế mà vẫn chưa hả giận, họ còn xô đẩy Ngài lên tận đỉnh núi, hòng xô Ngài xuống vực, cho Ngài nát thịt tan xương, để vĩnh viễn loại trừ Ngài khỏi cuộc sống. Vì Ngài đã nói lên sự thật, một sự thật phũ phàng liên quan đến cha ông họ. Luca chương 4 câu 21 đến 30. Hôm nay cũng thế, nhiều người đang sống quanh ta cũng nổi trận lao đình khi có ai đó chỉ cho thấy những lầm lỗi, những yếu kém của họ. Thế là thay vì nhận lỗi và sửa sai, người ta quay ra oán hận người chỉ lỗi cho mình. Đáng tiếc biết bao. Còn chúng ta phản ứng thế nào khi người khác chỉ lỗi cho mình? Có bao giờ chúng ta oán ghét, giận hờn, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt người chỉ lỗi cho mình không? Nên nhớ rằng không có ai trên đời là người hoàn thiện. Bất cứ ai cũng mắc phải thiếu sót, lỗi lầm. Vì thế, nếu có người nhận xét rằng bản thân ta có lỗi lầm, có thiếu sót,
thì đó là chuyện bình thường. Đã là người thì phải như thế thôi, do đó không đáng buồn, chẳng đáng giận, chẳng đáng trách. Điều đáng tiếc là ta có lỗi mà lắm khi ta không nhận ra lầm lỗi của mình. Ta khiếm khuyết mà không nhìn thấy khuyết điểm của ta, nên không thể cải thiện được bản thân mình. Thế nên, nếu có người giúp ta thấy lầm lỗi khiếm khuyết của mình để khắc phục, thì ít lợi cho ta biết bao. Vì thế, ta phải chân thành biết ơn người đó, thay vì oán ghét hay hận thù. Này Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng mắc phải lỗi lầm và thiếu sót mà lắm lúc không tự biết. Vì thế, mỗi người chúng con đều cần có người khác chỉ lỗi cho mình. Nhờ đó, chúng con có thể sửa đổi cuộc đời, hoàn thiện cuộc sống. Xin cho chúng con đừng oán ghét, giận hờn người chỉ lỗi cho. Trái lại, luôn chân thành biết ơn những người ấy. Vì nhờ họ mà đời sống chúng con có cơ may trở nên tốt đẹp hơn. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga. Bí quyết trẻ trung. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Francisco Assisi. Sống cách chúng ta trên 7 thế kỷ, Thánh Francisco Assisi vẫn mãi mãi để lại một hình ảnh trẻ trung. Chưa có vị thánh nào trong giáo hội được nhắc nhở, yêu mến như thánh nhân. Chưa có vị thánh nào đã gợi lên nhiều cảm hứng cho văn chương nghệ thuật cho bằng thánh nhân. Chưa có vị thánh nào được các nhà chính trị, các nhà cách mạng ca tụng cho bằng thánh nhân. Sứ điệp của thánh nhân siêu việt thời gian, bởi vì con người của thánh nhân là hiện thân của tuổi trẻ. Thật thế, suốt cả cuộc đời của mình, Thánh Francisco Assisi luôn biết giữ một tâm hồn tươi trẻ. Tuổi tác không phải là điều kiện thể lý cho bằng bầu khí của tâm hồn. Có lẽ thánh nhân không phải là người đã nói lên châm ngôn ấy, nhưng hẳn Ngài đã sống theo châm ngôn ấy. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Ngài đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa học tâm lý ngày nay, Thánh Francisco Assisi đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật thế, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các nhà tâm lý học khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích việc đọc sách, chuyện vãn, nghe nhạc. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ em. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Hãy tập yêu thích công việc và cảm nhận được niềm vui khi làm tốt một công việc. Hãy tập yêu người, dù người không giống ta. Không khí, ánh sáng, mặt trời, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống con người, đó là những yếu tố cần thiết để tạo cho bầu không khí tươi trẻ trong tâm hồn. Phải chăng đó không là những yếu tố mà người ta cũng bắt gặp trong bài ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi? Một tâm hồn luôn tươi trẻ, đó không chỉ là một bí quyết để được hạnh phúc trên đời này, nhưng còn là một đòi hỏi đối với người Kitô. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, hãy để trẻ nhỏ đến với ta, vì nước trời thuộc về những ai giống chúng. Ta nói thật với các con, nếu các con không đón nhận nước trời như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Bài trích sách Lẽ Sống